Đức và Elon Musk giới thiệu xe tăng của tương lai. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã đánh thức nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự xâm lược của Nga, nhưng Đức đã bắt đầu nâng cấp đáng kể quân đội của mình. Doanh nhân Elon Musk với sự mở rộng của ông sang lĩnh vực kỹ nghệ vũ trụ không chỉ làm đảo lộn thị trường vận chuyển vũ trụ Đồng thời ngân sách của Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi vì các chuyến bay vũ trụ trở nên ít tốn kém hơn, tương tự của cách mạng trên thị trường xe hơi với sự xuất hiện của Tesla. Và cách đây không lâu thì Elon Musk đã nhận dự án chế tạo một chiếc xe tăng đặc biệt không giống ai trên hành tinh. Vì Đức là đồng minh của Mỹ, Elon Musk được tự do cộng tác với các quốc gia châu Âu vì cả hai đều quan tâm đến việc đánh bại Nga sự kết hợp như vậy không thể không làm cho chúng ta hình dung ra sự thành công tất yếu của dự án lưu ý rằng các kỹ nghệ của elon musk đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại ukraine của nga trong những ngày đầu sự xâm lược của nga thì elon musk đã cung cấp cho ukraine hệ thống internet vệ tinh của mình thực tế là hầu như tất cả các thiết bị ở ukraine đều bị vô hiệu hóa trong những ngày đầu tiên gây chiến do một cuộc tấn công mạng của nga ở một số khu vực của Ukraine. Starlink vẫn là phương tiện liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài. Hệ thống Starlink giúp vượt qua sự phong tỏa thông tin. Starlink cũng được sử dụng bởi quân đội Ukraine. Các lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã bắt đầu nhận được các máy bay không người lái tấn công Kamikaze và máy bay không người lái dọ thám từ Hoa Kỳ giao tiếp và kiểm soát các máy bay không người lái này được thực hiện thông qua các vệ tinh Starlink của SpaceX. Nhờ vậy mà quân đội Ukraine vẫn được kết nối và có thể kiểm soát hoạt động của các máy bay không người lái và điều hành phối hợp hành động của các đơn vị. Các vệ tinh Starlink của SpaceX hiện đã giúp cho máy bay không người lái của quân đội Ukraine theo dõi xe tăng và các xe vận tải của Nga. Hiện có hơn 2.000 vệ tinh trên quỹ đạo, nếu nga cố gắng phá hủy bất kỳ vệ tinh nào bằng hỏa tiễn chống vệ tinh chúng tôi có thể đưa ra những vệ tinh mới và quỹ đạo nhanh hơn so với việc nga có thể bắn hạ chúng elon musk tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây xe tăng đã trở thành đối tượng quan tâm mới của elon musk elon musk chắc chắn sẽ xuất hiện với những giải pháp phi thường rất có thể mối quan tâm về quốc phòng đức sẽ trở thành đối tác của musk trong dự án xe tăng mới Mối quan tâm gần đây đã giới thiệu một phương tiện chiến đấu hỗ trợ hỏa lực, khái niệm được gọi là Lynx 120. Ban đầu người ta cho rằng chiếc xe tăng này dựa trên khung ngầm của chiếc xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 và tiêu chuẩn chiến đấu với tháp pháo mới và pháo nòng trơn 120 mm sẽ được mượn từ xe tăng Leopard 2. Khẩu súng này cũng sẽ có thể bắn đạn với ngòi nổ lập trình. Được xe tăng Lynx 120 cũng sẽ bao gồm một súng máy đồng trục 7.62 mm và một khẩu súng máy trên tháp pháo không người lái, Lynx 120 có khối lượng 44 tấn. Nói cách khác, đó là một chiếc xe tăng hạng nhẹ. Kinh nghiệm của các hoạt động quân sự trong Ukraine cho thấy rằng xe tăng hạng nhẹ giành được lợi thế trong một cuộc tiến quân nhanh chóng. Thực tế, đó là những tuyến đường chính cho sự di chuyển của quân đội. Xe tăng hạng nặng trên đường công cộng gây trở ngại giao thông và trở thành mục tiêu dễ dàng cho máy bay không người lái tấn công. Xe tăng hạng nhẹ có lớp giáp bảo vệ chống lại đạn và mảnh đạn cỡ trung bình. Tất nhiên, lớp giáp này sẽ không bảo vệ được khỏi Javelin và hỏa tiễn Enlaw hoặc liệu đạn Panzerfaust. Tuy nhiên, xe tăng hạng nặng có lớp giáp dày từ 600 đến 700 mm cũng hoạt động kém hiệu quả trước những loại đạn như vậy. Tháng đầu của cuộc chiến ở Ukraine cho thấy việc tăng cấp lớp giáp chỉ bằng cách tăng độ dày của kim loại ít bảo đảm rằng lớp giáp này có thể chống lại mọi loại đạn. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng việc giảm độ dày của lớp giáp cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể về khả năng sống sót của xe tăng tuy nhiên tăng tốc độ và khả năng điều động của xe tăng bằng cách có khối lượng nhỏ hơn sẽ mang lại cho tổ lái cơ hội sống sót cao hơn chúng ta cũng không nên quên về hệ thống phòng thủ tân tiến của xe tăng như các hệ thống bảo vệ bao gồm khả năng phát hiện hỏa tiễn hiện đại khởi động hoạt động bằng cách sử dụng phạm vi tia cực tím hệ thống báo động cho nhóm vận hành về việc phóng hỏa tiễn hoặc liệu đạn về phía xe tăng khi đạn diệt tiếp cận hệ thống tự động đặt hàng rào cản được khởi động, một đám mây khí aerosol được phun ra trên đường đi của quả đạn che khuất xe tăng khỏi phạm vi ánh sáng hồng ngoại tuyến và quang học. Ngoài ra còn có một thứ có thể tiêu diệt quang điện tử như vậy, thường được lắp đặt trên tháp pháo của xe tăng, bao gồm một hệ thống phòng thủ. Đèn rọi phát ra bức xạ trong phạm vi quang học và hồng ngoại tuyến. Phạm vi của hệ thống này là từ 2.000 đến 2.700 yards. Để vượt qua khoảng cách này, một hỏa tiễn phóng ra phải mất 13 giây trở lên. Đủ thời gian để cho hệ thống bảo vệ can thiệp và hoạt động của thiết bị dẫn đường ATGM điện tử để hỏa tiễn nhận được tín hiệu sai khiến cho nó đâm xuống đất hoặc bay về phía khác. Tuy nhiên, mối quan tâm của các nhà khoa học đã tạo ra những vũ khí thậm chí còn tân tiến hơn. Không chỉ bảo vệ xe tăng, mà còn cho phép tấn công hiệu quả các máy bay không người lái nguy hiểm, trở thành một tai họa thật sự của xe tăng mà hệ thống phòng không SkyNex mới cũng được sản xuất. Bởi mối quan tâm về cuộc tấn công sẽ giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ máy bay không người lái và máy bay không người lái kamikaze. Kiến trúc mở của SkyNex cho phép hệ thống đặt trên bất kỳ nền tảng di chuyển nào, bao gồm cả xe tăng Lee 120. Trung tâm của hệ thống Skynex là hệ thống chỉ huy và điều khiển Olicon Skymaster. Tín hiệu tiêu diệt đến từ người điều khiển hệ thống Skynex có thể được trang bị pháo 35mm MK3 kết hợp với bể phóng hỏa tiễn Cheetah. Một tổ hợp Skynex có khả năng cung cấp vỏ bọc cho toàn bộ xe tăng với nhân viên và tàu chở nhiên liệu ngày nay nó là hệ thống tân tiến nhất để tấn công các mục tiêu nhỏ trên không chúng không chỉ bao gồm máy bay không người lái mà còn hỏa tiễn và đạn cối do đó mối quan tâm của các nhà khoa học đã tạo ra các hệ thống bảo vệ xe tăng độc đáo sau đó vai trò của elon musk trong dự án này rất có thể là những kỹ nghệ của ông trong lĩnh vực hệ thống đẩy điện sẽ không thể thiếu những ưu điểm của việc sử dụng năng lượng điện trên các thiết bị quân sự mặt đất là điều dễ thấy. Trước hết là không có hộp số trục và các bộ phận cơ khí trong hộp số. Những thiết bị này thường nặng và cần bảo trì thường xuyên. Dẫn động thủy lực và hộp số là những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Nếu không có chúng thì việc kiểm soát xe tăng là không thể. Nếu thủy lực thất bại trong một nhiệm vụ, xe tăng sẽ trở thành gánh nặng hoặc dễ dàng là mục tiêu. Thứ hai là không có bộ phận truyền công suất từ động cơ trong xe tăng. Các nhà thiết kế có nhiều tự do hơn trong cách bố trí của xe. Ví dụ chúng ta có thể tăng số lượng đạn dược và đặt nó vào vị trí an toàn nhất hoặc trang bị vũ khí bổ sung cho xe tăng. Thứ ba là bình điện, dễ điều khiển hơn là máy phát điện, có nhiều lực xoắn, có nghĩa là tăng khả năng đặt triệt để và tiếng ồn điều này trở thành một lợi thế khi cần che giấu tối đa cuối cùng là một bình điện có thể là nguồn cung cấp xét cho cùng thì mức độ điện khí hóa của vũ khí hiện đại là cực kỳ cao trạm radar thiết bị thông tin liên lạc và các thiết bị chiến thuật khác yêu cầu điện nói chung là xe chiến đấu có hệ thống truyền động điện vượt trội hơn các mẫu xe truyền thống về mặt động lực học dễ kiểm soát khả năng sống sót và an ninh cũng như khả năng gắn các loại vũ khí và thiết bị phát hiện tân tiến với mức tiêu thụ điện năng cao. Ví dụ, trong tương lai gần, vũ khí laser sẽ trở thành một phần không thể thiếu của phương tiện chiến đấu mặt đất. Trên xe tăng, có bộ truyền điện tử sẽ không gặp khó khăn gì trong việc cung cấp nguồn điện cho hệ thống laser. Nguồn năng lực chính của bình điện có thể là động cơ diesel hoặc là thuộc bình khí. Không có bộ truyền công suất, Tuổi thọ sử dụng các thiết bị sẽ dài hơn nhiều. Liệu Elon Musk có thể cách mạng hóa lĩnh vực xe tăng không? Chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ trong tương lai sự phát triển của dự án này.